Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng khám phá tựa game đầu tiên nha. Đây là một tựa game ma cũng khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và tựa game ma này thì nó đơn giản hơn các tựa game ma khác. Đó chính là con ma này nó chỉ đi được ngoài hành lang thôi. Và các bạn có thể vào trong một căn nhà nào đó để trốn. Và khi nó đi qua, các bạn lại đi tìm kiếm tiếp. Thì ở tựa game này các bạn sẽ đi tìm kiếm 20 chiếc túi. Sau đó thì các bạn sẽ vào trong một cánh cửa màu trắng. Lúc đó các bạn sẽ hoàn thành được game. Rồi, căn phòng này đã tìm hết rồi. Và bây giờ thì mình sẽ xem căn phòng tiếp theo. Let's go. Ok. Lại xuống tầng hầm rồi. Oh my god. Ok, mình sẽ lên trên tầng 2. Nó lại đi đường này rồi. Để mày tao chạy thôi. Ok, và nó đang xuống dưới tầng. Let's go. Chỉ có 4 chiếc túi sẵn nữa là xong. 3 chiếc túi nữa thôi. Đã hoàn thành. Ok, đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Scary Teacher vào đây. Halloween. Let's go. Victor, so good to see you. It's been a while. All set for a competition? Nearly ready. Transylvania in 1520, I believe. What? Yes, I'm all set now. Nhìn mặt bà ta rất là điêu luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ phải đi tìm những chiếc nhẫn. Sau đó thì mình sẽ trao đổi. Mình sẽ mở cánh cửa ở đây ra. Vào trong. Ok. Thank you.
到上药。对了，是。懂了，到上药。vậy thì đây đây là cái chuẩn nhất, ok mình sẽ đổi nhẫn vào. Rồi, let's go. Bây giờ thì mình sẽ phải rủ bà ta đi lên đây thật nhanh. Bà ta không bắt lời. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang gần thứ 3. Granny cho tôi ăn. Ok. Rồi mình sẽ chui ra ngoài này. Một bình ga. Ở đây có một chiếc búa.
Wow. Okay. Do you want to play hide and seek? Oh my god. Không ngờ rằng bà ta ở đang ở đây. Mình cứ tưởng bà ta đang ở dưới. Wow wow wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư. Slenderina, hai đi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ vào trong căn nhà này. Trời đang mưa. Chưa chỉ đã nhìn thấy bàn tay ma. Tiếp tục vào căn phòng tiếp theo. Ở đây có gì không? Không có gì. Wow. Oh my gosh. Ok, tiến sâu bên trong. Ở đây có một chiếc búa. Búa tạ. Mình sẽ phá những bức tường này. Màu số 2. See you. Sau đó các bạn sẽ ra ngoài và lắp cái này vào. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Slender 2. Từ game này thì các bạn sẽ đi truy tìm 7 con ma sẽ luẩn quẩn quần quanh trong cái map bản đồ này. Và các bạn sẽ chụp ảnh.
Còn ở trong này thì sẽ có ông Slenderman, ông ta sẽ truy lùng các bạn. Cho nên khi gặp ông ta các bạn phải quay đi thật nhanh. Chưa có gì ở đây, mình sẽ đi lại xem như thế nào. Gần đây có một con. Đây rồi. Mình sẽ chặn đầu đường nó như thế này. Con đầu tiên. Vẫn chưa thấy con thứ hai. Các bạn cứ đi những cái chỗ nào thật thoáng nhé, để khi mà chẳng may gặp Slenderman các bạn còn chạy được. Nếu mà vào trong một cái đường rong cụt nào đó thì các bạn sẽ bị ông ta bắt ngay và rất là khó chạy luôn. Hình như Slenderman đang gần đây, mất dấu rồi vì ông ta xuất hiện cho nên nó mất dấu. Wow, đây rồi. Các bạn cứ đi tìm kiếm tiếp, tất cả là 7 con. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Pendy, Ganinja Machine. Let's go. Joey, I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. Ok, có máy này đã hoạt động rồi. Đang đưa lên. Và khi đưa lên thì cánh cửa ở đây sẽ mở ra. Rồi, mình sẽ ra được cánh cửa mở. Sau đó thì mình sẽ đi sang. Rồi, let's go. Ở đây các bạn phải đi tìm tất cả là 6 món đồ đặt trên 6 trụ này. Who put this here? Who put it here? Oh my god. Joey, what are you doing? Thank you.
quán mừng thứ ba. Món đồ thứ tư, một quyển sách. Món đồ thứ năm, ok, một chiếc đĩa. Và món đồ cuối cùng thì chắc ở trong sâu đây, mình sẽ đi vào đây xem. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Đây rồi. Okay, that's all of them. Wow, sự xuất hiện của Benny. Chạy thôi. Ở đây có những bước chân, hình như của một con quái vật nào đó. Chỗ này đang bị chặn rồi. Oh my gosh. Chạy thôi. Thành được chapter 1. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. See you here, scary horror game. Thank you.
Bởi chiếc xe cũ à? Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang được kênh tiếp theo. Lên. Ok, ở đây có một dấu chấm đỏ. Mình sẽ đặt cái này lên. Một chiếc kim. Và chiếc kim này để làm gì? Không phá là cái gì cả. Còn làm gì nữa không? Là như kiểu mai rùa vậy, đây là những hòn đá. Let's enter the house. Rất khó hiểu luôn. Như kiểu mình đang đi trên nước rồi. Không mở được ở đây, cũng không mở được luôn. Toàn vũng nước thôi. Rất khó hiểu luôn nha các bạn nha. Xe ô tô, xem gì thế nào. Cũng không có gì luôn. Xem còn gì không. Không có gì cả, wow. Rất là hài luôn. Có bạn nào mà hoàn thành được level 1 của tựa game này thì các bạn có thể comment vào đây và để giúp mình nhá. Ok. Rồi, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.